Hello, em xin chào chị Oanh, xinh gái tốt bụng của lòng em, và em chào tất cả các anh các chị có tấm lòng nhân ái và tình thương ở bên nhà chị Oanh ạ. Hello cả nhà bên đấy. Tháng này em làm được nhiều chưa? Dạ, tháng này em làm được 6 ca rồi chị yêu, một 4 ca Thiếu lý. 4k à? Thôi ẩn BK đi. Ok chị Chị yêu. bảo bên Zoom chị đang có anh thích. Nãy giờ anh ấy giúp nhiều người rồi. Thì bây giờ em nói như thế Dạ. nào để anh ấy giúp em đi? Hello, em chào anh thích nhá. Em cũng biết anh thích khá là lâu á. Bởi vì anh thích có cái hình ảnh đại diện ấy, con ong ấy chị nhỉ. Ừ đúng, Đẹp lắm. đẹp lắm à. Ừ, con ong đẹp lắm luôn ấy. Trời ơi, bây giờ tự dưng mà con ong xuất hiện bên nhà em đúng không? Em chụp hình lại. Úi trời ơi, quá đẹp luôn. Nó bảo thôi rồi luôn á. Được. Hello, em xin chào tất cả các anh các chị bên Tiếc đấy nha. anh không ở Hello mọi đây. người. Em chúc tất cả các anh các chị bên đấy có một buổi tối vui vẻ, nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn các anh các chị rất là Nói hay nhiều. thế, có người yêu chưa em? Kìa, có người yêu chưa? Nói hay. Em chưa, em đã làm gì có người yêu, em còn đang sợ ế đi nè. Thế. Cảm ơn Hồng Nhung. Là em cảm ơn chị gái. Có mà, anh thích Chị còn hay ở là đây anh hả? đây ta? Có hai acc đó, một acc là chị cứ đi, một acc là anh thích đi á. Mà em là trai hay gái thế? Em là Em cảm ơn BD. chị gái nhá. Thank you chị nhiều nhiều. Đã tặng quà giúp Khương Kìa, nhá. có người hỏi em là trai hay gái thế kìa. Ai hay gái? Nắng như nào hả chị yêu? Em thiếu bao nhiêu kìa? Anh ấy hỏi em thiếu bao nhiêu kìa. Dạ em thiếu ai ơi, là em được mốc 10k. Cảm ơn chị mình đã rất là nhiều. Nói lại đi, vừa nãy bị lag rồi. Em thiếu bao nhiêu? Em còn thiếu 4k nữa. 3k4 mày điêu vừa thôi, 600 viên ở bên đó rồi kìa. Tại chị Oanh xinh gái quá, với cả các anh hỏi làm em bối rối, mắt em hoa. Nhìn hình gì? Em bị hoa. Đấy, thấy con ong chưa? Cảm ơn Ê, anh nó thích giỏi, nó rất dẻo là mồm. nhiều. Chụp hình đi kìa. Anh thích Chụp hình đi kìa. người em. Trời, nó dẻo miệng lắm luôn ấy. Em cảm ơn anh thích. Còn ông lâu 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 à, chị bay đi đâu? Bay đi đâu thì Thế sao? cái thằng này nó tếu thôi rồi luôn. Đủ rồi kìa, cảm ơn anh thích, cảm ơn mọi người đi. Em cảm ơn anh thích, cảm ơn anh trai thích, và cảm ơn tất cả các anh các chị rất là nhiều đã giúp cho em hoàn thành Yêu nhiệm vụ ngày hôm anh nay. đi.